So sánh ảnh thời thanh xuân của nàng Lee Jang-geum với hiện tại mới thấy tại sao cô được gọi là quốc bảo nhan sắc. Mới đây, hình ảnh thời còn trẻ của Lee Jang-hae đã được dân mạng đào bới lại. Trong hình, cô diện trang phục đơn giản, để tóc ngắn trẻ trung, làn da căng bóng, đôi mắt to tròn. Tuy trang điểm hết sức nhẹ nhàng, nhưng nữ diễn viên nàng Lee Jang-geum vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. So sánh bức hình trên với hình ảnh hiện tại của Jang-hae, có thể thấy cô không có mấy thay đổi. Tuy không còn giữ được nét thanh xuân như xưa, nhưng Lee Jong-hae bây giờ lại đằm thắm, cuốn hút một cách lạ kỳ. Dân mạng dành cho bà mẹ hai con này nhiều lời khen ngợi. Họ bày tỏ, đúng là nữ thần, Lee Jong-hae xứng đáng là quốc bảo nhan sắc, khó có diễn viên nào vượt mặt được cô ấy. Sinh năm 1971, Lee Jong-hae vốn nổi tiếng với biệt danh Người đẹp Oxy hay Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn. Cô gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim Nàng Lee Jang-geum. Ngoài tác phẩm trên, Jong-hae còn tham gia các dự án khác như phim Người đẹp báo thù, Sử thi Sam Dang. Phim mới nhất mà Lee Jong-hae góp mặt là Thanh Cha Cô.